Hello, Lâm Kids TV xin kính chào quý vị và các bạn nha. 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này, không biết là quý vị và các bạn đã có nơi nào để đi chưa? Có rất là nhiều sự lựa chọn dành cho quý vị. Có thể đi du lịch biển, hoặc lên núi, đi ra nước ngoài, đi chơi trong nước. Rất là nhiều sự lựa chọn. Thì nhà Lâm Kids TV hôm nay quyết định đi chơi câu cá ở trong Haahoo, khu vui chơi dành cho trẻ em ở trên đoạn gần bến xe Mỹ Đình mọi người ạ. Đây là ở trên tầng 2 của tòa nhà Dolphin Plaza. Đây, bé ỉn với bé Phong đang chơi câu cá đây. Wow, bể bơi to chưa kìa, rất là nhiều cá, có con to con bé đầy đủ luôn này mọi người này. Khác hẳn so với câu cá ở nhà Lâm Kids TV luôn này. Ở nhà Lâm Kids TV chỉ có bể cá bé tí tẹo thôi, chậu tắm, mang chậu tắm về làm bể câu cá mọi người ạ. Cái chỗ cá này phải gấp mười mấy lần cái bể cá, số lượng cá đây gấp mười mấy lần luôn, còn chưa tính là khối lượng nước là nhiều chưa. Wow, to quá mọi người ơi, nhiều cá chưa, các thể loại luôn, cá to cá bé này, đẹp không, nhiều cá quá chả biết loại nào với loại nào luôn, đa dạng luôn này, tha hồ mà câu luôn. Đây bạn ỉn đây, bạn ỉn đang câu này, còn bạn Hải Phong nữa đây, hai anh em ở hai đầu, mỗi người một đầu để câu đây, tha hồ rộng rãi. Hôm nay là ngày chủ nhật, nên là với lại và cũng vào tầm trưa nữa, 1-2 giờ trưa nên là khá là vắng. Không biết đến buổi chiều có đông hơn không? Chắc là buổi chiều sẽ đông hơn, tại vì giờ trưa này ít có phụ huynh cho các bé đi chơi. Nhà Lâm Kids TV đi ở xa nên phải đi từ gần trưa buổi sáng. Đến bây giờ đã là 2 giờ chiều. Hôm nay cũng thấy khá vắng, không đông. Không biết đến buổi chiều có đông hơn không. Đấy, ở đây thì rất là nhiều đồ chơi thông minh luôn. Có nhà bóng, bắn bóng này, xếp Lego này, cát nặng này, trò chơi mạo hiểm này, các đồ chơi thông minh này. Nói chung trong khu vui chơi Haahoo này thì rất là nhiều trò chơi phát triển trí tuệ cho bé, rèn luyện trí thông minh, rèn luyện sức khỏe, có cả đạp xe đạp nữa. Đây, hai bạn câu vui quá. Đấy, bạn ỉn này, bạn ỉn còn bé nên bạn ấy chưa biết các câu lắm, bạn ấy khoáng khoáng. Câu lên bạn ấy cũng chưa biết nhấc cá ra. Ôi, thả luôn cả cần câu vào trong bể cá rồi. Bạn ấy thả luôn cả cần câu vào trong. Đấy, chưa biết rút cá ra lại thả cá xuống. Bạn ỉn có vẻ hợp với trò chơi nấu ăn hơn mọi người ạ. Bạn ấy rất thích nấu ăn mọi người ạ. Này, bể cá to chưa này. Có mỗi hai anh em ngồi câu, nếu mà đông thêm một tí thì vui hơn. Nhưng mà giờ này vắng quá. Hai anh em khác câu một cái bể rõ là to này, có nhiều hình thù cá chưa, nhiều con cá lạ lắm. Ui, cá gì mà lại còn có cả cánh này. À, con rồng đây, con rồng nhìn như con vịt đi này. Đây là rồng tây nên mới có cánh này. Wow, đủ thể loại cá luôn, nhiều cá quá mà chả biết con gì với con gì luôn này. Tôm cua cá. Nhà Lâm Kids TV thì có ít loại cá mà các con thì nó bé bé tương đương nhau. Ở đây thì cá bé có, cá to có, cá vừa vừa cũng có. Đấy, mà bể rộng luôn. Nói bạn Hải Phong lại chơi câu cá bằng lấy tay bắt kìa. Wow, em bạn chơi rất là vui. Đó, nhà Lâm Kids TV thì chọn chơi ở trong các khu chơi dành cho trẻ em, bởi vì là nhà có 3 bạn nên là việc di chuyển khá là khó khăn. Đó, nên là không muốn đi xa, muốn chơi ở gần thôi. Tại vì là 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thì lượng người di chuyển ra khỏi ngoại thành rất là đông. Nhiều gia đình thì chọn về quê, gia đình thì chọn đi du lịch trong nước, ngoài nước, nên là lượng di chuyển rất là đông, kẹt xe, khói bụi, nên là nhà Lâm Kids TV chọn là chơi ở những khu vực gần nhà thôi, và đi vào cái giờ thông thoáng, tránh cái giờ cao điểm ra. Thì sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thì nhà Lâm Kids TV sẽ nghiên cứu xem đi chơi ở một đâu đó, nơi nào đó xa xa, có thể là lên núi hoặc xuống biển. Nên còn phụ thuộc vào xem tình hình thời tiết thế nào. Tại vì nhà Lâm Kids TV có nghe có cái thông tin là ở nhiều nơi là nắng nóng quá, nên là thiếu nguồn nước mọi người ạ. Nhưng ở trên Sapa cũng thiếu nước trầm trọng đấy. Đấy, thế nên là mình chọn vào cái thời điểm mà không bị quá tải, chất lượng phục vụ nó ổn hơn. Chứ bây giờ đi vừa đông, mọi người sẽ cảm giác không được trải nghiệm được tốt nhất. Đó, đây, ui các bạn chơi vui quá. Wow, ui bạn Hải Phong lại còn lấy tay vơ luôn, không thèm câu vì nhiều cá quá, câu bao giờ mới xong được. Đó, câu không biết đến bao giờ mới xong, mới được nhiều cá đây. Bạn Hải Phong quyết định vơ luôn, lấy tay vơ luôn. Wow, ồ bạn gái này xinh quá này. Ôi bạn này câu giỏi chưa này. Wow, nhìn bạn này rất là phong cách. Bạn này người Hàn Quốc mọi người ạ. Đấy, xinh gái chưa. Đấy, bạn này người Hàn Quốc đấy mọi người ạ. Bạn này chơi các cái trò chơi cũng chơi rất giỏi luôn. Này, xinh gái chưa. Người Hàn Quốc đấy. Đấy, bạn này chắc chỉ được tầm 3-4 tuổi, 4 tuổi thôi. Đấy, nhìn xinh chắn chưa. Đấy, câu giỏi chưa. Câu phát nào chúng phát đấy luôn. Đó, mà trông nó kiểu giống người lớn, nhìn chững chạc. Đấy, bé này trông chững chạc. Trái lại là bạn Hải Phong khá là tinh nghịch, còn bạn ỉn thì hơi trầm. Đó, bạn này thì câu tích cực. Đấy, câu phát nào chúng phát đấy, cho thẳng vào rõ luôn. Bạn này là câu chuẩn mực này. Đó, rất ấn tượng với bạn gái người Hàn Quốc này. Đây, còn bạn Hải Phong đây. Bạn Hải Phong thì bạn ấy chơi các thể loại, câu bằng cần câu có, khoắng bằng tay có. Còn bạn Đỉnh thì thả luôn cả cần câu vào trong bể. Nói chung bạn trai thì chơi có vẻ là hiếu động hơn. Đó, nhưng mà hiếu động thì mới thông minh được. Đó, mà trẻ con thì phải nghịch thì mới vui, nghiêm túc quá thì cũng có cái hay. Tinh nghịch thì trông nó dễ thương hơn. Ok, nhà Lâm Kids TV hôm nay review mọi người là câu cá ở trong khu vui chơi Haahoo ở trên tầng 2 mọi người nhá. Đây cũng là một sự lựa chọn mà nhà Lâm Kids đưa ra để mọi người có thể lựa chọn đi chơi vào 30 tháng 4 1 tháng 5 này, nếu mọi người ngại đi xa đông đúc. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video của nhà Lâm Kids TV nhá. Nếu mọi người thấy hay hãy đăng ký và nhớ đập nát quả chuông để nhận được những cái video mới nhất hay nhất của nhà Lâm Kids TV nhá. Cảm ơn mọi người, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.